Vâng, xin chào bác, được biết kích xe đạp. Bán máy giới thiệu bác một mẫu địa hình Mountain Bike XTC, model XTC 800. Đây là cái model dòng gian thương hiệu rất là bán chạy cũng cửa bên em. Mẫu gian tầm trung XTC 800. Bây giờ xin nói đến tất cả chiếc xe. Vâng, thì cái mẫu dòng gian XTC 800 trên khung bác đây. Đấy, tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ vàng cam trên chạy trên khung xe rất nổi bật. Cái model XTC 800 này thì cái dòng bác đi xe MTB thường là rất hay là chú ý đến cái dòng xe đạp XTC, nhất là cái model XTC dòng 800. Khung nhôm Superline. Superline là dòng nhôm siêu nhẹ, mình cho là siêu nhẹ aluminum nữa nhá. Tất cả các model của dòng gian XTC đời đầu tầm 800 đổ lên thì đều sử dụng dòng nhôm Superline. Với mẫu thiết kế của năm model 2019. Tông màu chủ đạo là tông màu đen. Thường nhắc đến cái thương hiệu gian là các bác đến cái dòng xe dòng gian 27.5 alloy XL. Dòng xe XTC gian MTB kích cỡ nhốt 27.5. Xe được chạy với bộ dây âm sườn cổ phốt ghi đông của chính hãng nguyên bản theo xe, cổ phốt ghi đông của gian. Một trong những mẫu dòng địa hình của thương hiệu gian XTC là một trong dòng gian mà cửa hàng bên em rất là bán chạy. Cái model XTC 800 và chiếc nào hết chiếc đấy rất là nhanh. Được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái model của xe gian XTC 800 sử dụng với group của Shimano DOD. Bán cao su cầm cũng chính hãng của gian nguyên bản trong xe, tay lắm sừng trâu, sử dụng với đằng trước là phanh dầu thủy lực của Shimano. Xe sử dụng với tay bấm khóa chỉ số trên tay rất tiện lợi các bác. Cái đời xe dòng cao tốc được sử dụng với quá trình trên tay các bác nhé. Ví dụ các bác đóng mở sóc trên tay sử dụng nó rất là dễ dàng. Trang bị với 3 tầng đĩa, mùi đĩa của Shimano. Tay bấm xả của Shimano DOD 3 tầng đĩa. Cục phanh sau là cục phanh dầu của Shimano. May chính hãng của gian vành 27.5 và chính hãng của gian luôn nhé, vành gian 27.5. xe được chữ cũ đi rất là giữ kín nhưng mà vẫn còn nguyên bộ lốp của gian, lốp 27.5. Đạn đĩa của Shimano DOD, mùi đĩa trục giống, mùi đĩa trục giống rất là cao cấp. Củ đề sau sử dụng củ đề Shimano DOD. Trang bị với 10 tầng líp. May sau là may chính hãng của gian, may vành chính hãng của gian, may vành và lốp là chính hãng của gian nguyên bản trong xe. Đời kích thước lốp 27.5. Cọc yên dẹp thiết kế đời mới của model năm 2019. Yên chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Đây là cái model hot nhất bên em về cái dòng xe MTB của thương hiệu gian XTC 800. Rất nhiều các bác quan tâm đánh giá và hỏi em về cái model XTC 800 lai về một chiếc tông màu đen. Sử dụng nguyên group chính hãng của Shimano DOD. Bây giờ xin mời đánh giá chi tiết chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 47. Chiều cao ngang là khung là size 52. Bây giờ các bác ở mét 6 lên trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, lên lip đây. Xuống lip. Có gót cho thu vào mật mà
Bên phải ăn 3 đường đĩa, núi thịt rỗng, gạt tiêu lên, lên đĩa. Rất là bon xe. Vâng, vừa anh đã tổng thể xong chiếc gian MTB XTC 800 model 2019 và xe đã bất anh em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc khoảng 1 năm. Có quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại ngày mai.